Các bạn đang nghe audio ngôn tình Hà Môn Tĩnh Sùng, cô vợ ngang ngược của Tổng Giáo Đốc Thần Bí, tác giả Diệp Phi Giả, diễn đạo Loki, tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn đã like, share, subscribe, có một đóng góp ý kiến đi tìm ngày càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Chuyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Chương 731, Đại Thần Cầu Hôn. Là mà cũng không có hứng thú đối với những thứ này. Lý Tỉnh Thơm tài giỏi và hoàn mỹ, điều này tất cả mọi người đều biết, không cần những giấy tờ chứng minh. Cô mất hứng thú, mệt mỏi rã rời lật những trang giấy tiếp theo, lật tới tờ cuối cùng là một chút về cuộc sống của Lý Tỉnh Thơm. Ánh mắt là mặt bà sáng lên, xem ra vô cùng say sưa hứng thú. Thành viên gia đình: Lý Niệm, cha; Ôn Sai Nhân, mẹ; bà ngoại chấm chấm chấm; La Mạt Mạt chắc chắn là vợ. Đáy lòng La Mạt Mạt khẽ run lên, theo bản năng dương mắt len lén liếc nhìn người đàn ông bình tĩnh như không bên cạnh, đáy lòng nhất thời như mật ngọt. Chữ thích nhất ngài, mối tình đầu năm, liếc mắt một cái lầm lỡ cả đời. La Mạt Mạt nghiêng đầu suy nghĩ một chút, vừa vặn thời gian là 11 năm trước, chợt nhớ lại Lý Tỉnh Thâm từng đứng trước mặt mình thâm tình lưu luyến không rời như vậy. Đáy lòng hơi chua xót. Lời nói yêu thích, tôi tự chìm đắm, em lại tùy ý. Ước mơ lớn nhất, cưới tiểu thư La Mạt Mạt làm vợ. Chuyện cảm thấy thích làm nhất: đi với tiểu thư La Mạt Mạt, chuyện cảm thấy hứng thú nhất. Cùng với tiểu thư La Mạt Mạt, vận động thích nhất. Là đẩy ngã tiểu thư La Mạt Mạt, động vật thích nhất. Tiểu thư La Mạt Mạt, thức ăn nhất. Tiểu thư La Mạt Mạt, khẩu vị yêu thích nhất. Tiểu thư La Mạt Mạt, thần tượng thích nhất. La Mạt Mạt, tín ngưỡng cuộc sống. La Mạt Mạt, yêu thích từ thuở bình sinh. La Mạt Mạt. La Mạt Mạt vừa nhìn nhịn không được bật cười phì một cái, vốn đã đáy lòng vừa có chút chua xót cũng theo đó biến mất không còn một mống. Lý Tỉnh Thơm nhìn cô cười, liền quay đầu nhìn giấy trắng mệt đen trong tay La Mạt Mạt, nghi ngờ nhíu mày, giọng điệu tỉnh bơ hỏi: thế nào, có vấn đề gì sao? Thật lâu sau La Mạt Mạt mới có thể ngừng cười, lắc đầu, giọng nói vô cùng chân thành: không có, không có vấn đề gì. Nói xong lại không khỏi tức nở nụ cười. Cô nhìn thấy khuôn mặt quái dị nhìn mình của Lý Tỉnh Thâm, nhất thời vội vàng đem lý lịch của anh để sang một bên, tiếp tục vươn tay lấy túi đồ còn lại bên trong ra. Đó là một cái túi màu đen có viền vàng đặng chữ. Là mặt mặt tò mò keo khóa, thấy bên trong là một chồng thẻ. Cú trợn to mắt ôm ra ngoài: thẻ quý tộc bạch kim của hoàng cung, bản số lượng có hạn. Thẻ quý tộc bạch kim của khách sạn lớn Khải Duyệt. Thẻ bạch kim của ba dạ sắc, cũng cùng rất nhiều thẻ cao cấp ở những nơi khác. Phía sau còn có cả thẻ đổ xăng. Đấy lòng là mặt mặt lặng yên hết chỗ nói, tiếp tục xem một tấm thẻ khác: Ngân hàng Công Thương Trung Quốc. La Mạt Mạt tiếp tục lật xem thẻ ngân hàng trong nước, ngân hàng ở nước ngoài, ngân hàng công nghiệp nông nghiệp. La Mạt Mạt lật tới nỗi tay cũng tê rồi, không chỉ trong nước mà còn nước ngoài cũng có một cái thẻ của Thụy Sĩ, nghe nói cũng không bị hạn chế sử dụng. Những tài liệu cuối cùng là giấy tờ được gấp lại. La Mạt Mạt mở ra, chỉ liếc mắt nhìn là giấy trắng mực đen, đã bị dọa sợ. Thứ nhất ghi ra số tiền gửi ngân hàng và số tiền có thể bị tiêu hao. Phía dưới là cổ phần của tập đoàn Bạc Đế, nhất là cổ phần của công ty giải trí âm nhạc SD. Còn có một tờ là cổ phần của khoa nghiên cứu bên Pháp. Cổ phần nghiên cứu bên Pháp, Lý Tỉnh Thâm chiếm 5%, lấy đơn vị là đồng euro. Cổ phần ở trong công ty giải trí âm nhạc SD, thế nhưng anh lại chiếm tới 70%. Chỉ riêng giá trị nhân dân tệ của số cổ phần này của hai người đã đủ khiến cho La Mạt Mạt trợn mắt há hốc mồm miệng rồi. Nhưng cô lật tới văn kiện cổ phần của tập đoàn Bạc Đế thì La Mạt Mạt mới hoàn toàn biết thế nào gọi là tiền nhiều không đếm hết. Lý Tỉnh Thâm chỉ chiếm 5% tổng số cổ phần của tập đoàn Bạc Đế, mỗi giá cổ phiếu tính bằng đô la, thì La Mạt Mạt có một cảm giác duy nhất, đó chính là số lẻ nhìn lóa cả mắt. Tờ cuối cùng là văn kiện chuyển nhượng tài sản. Nội dung sơ lược là tất cả xe cộ, nhà cửa, chi phiếu, vốn lưu động,
và các cổ phần của công ty dưới tên Lý Đình Thâm toàn bộ đều quy về dưới tên Lam Mạt Mạn. Phía trên, luật sư đã chia ra quản. Lý Đình Thâm cũng đã ký tên lên rồi, chỉ chờ chữ ký của Lam Mạt Mạn thì thần và ngăn kiện chuyển nhượng tài sản này hoàn toàn có hiệu lực. Rất lâu sau, Lam Mạt Mạn mới lấy lại tinh thần, cầm những văn kiện kia và danh sách cổ phần đút lại vào trong túi đen, đưa cho Lý Đình Thâm. Lý Đình Thâm mặt mày nhăn nhó, ngước mắt lên nhìn Lam Mạt Mạn. Một lúc lâu mới vươn tay nhận lấy cái túi trừ trong tay cô, tùy tiện ném lên sofa, sau đó chậm rãi cầm tay Lam Mạt Mạn, hơi dùng sức kéo cô vào trong ngực mình. Tại sao còn trả cho anh? Không phải nói tất cả mọi thứ của anh đều là của em sao? Lam Mạt Mạn nghe ra sự nghiêm túc trong lời nói của Lý Đình Thâm, cô bứt rứt dãy dụa trong ngực anh, sợ hãi ngước mắt lên nhìn anh, sau đó lắp bắp nói: Em từng nói, nhưng em chỉ là thuận miệng nói ra mà thôi. Nhiều tiền như vậy, cô nhìn cũng đủ hù chết rồi. Huống chi ngày đó cô chỉ thuận miệng nói, toàn bộ đồ đạc của anh đều là của cô. Anh có thể đừng nghiêm túc thực hiện như vậy được không? Lý Đình Thâm chỉ nhìn chằm chằm Lam Mạt Mạn, không nói một lời. Lam Mạt Mạn bị anh nhìn có chút chột dạ, cắn môi dưới, không thể không nói thật. Được rồi, em thừa nhận, anh đưa cho em những thứ này em đều rất vui vẻ. Nhưng vui thì vui, cũng không có nghĩa là em có tư cách nhận. Hơn nữa, đây không phải là con số nhỏ gì. Có đủ rất nhiều người không lo chuyện ăn uống hưởng nghinh va phú quý cả đời. Em chỉ mua nhìn một cái mà đã hoảng sợ em không thể nhận. Hơn nữa em ở cùng với anh, đồ của em không phải là tiền của anh. Anh như thế sẽ khiến người ta cảm thấy em là người ham vinh hoa phú quý. Màn màn, ở chỗ này của anh, mỗi câu nói của em, chỉ cần anh có thể làm được, thì anh sẽ làm tất cả. Lý Tinh Thâm hiểu ý tứ trong lời nói của Lam Mạt Mạn, cũng biết đáy lòng cô hoảng sợ, lực đạo ôm cô lặng lẽ tăng thêm, giọng điệu ấm áp. Mạn Mạn, anh cho em những thứ này, chỉ vì muốn nói cho em biết, cả đời này anh chỉ muốn sống với em. Lần đầu tiên anh nói chuyện yêu đương, có rất nhiều thứ không thể hiểu. Ở trên web có nói, người phụ nữ nắm giữ tất cả tiền bạc của người đàn ông thì cảm giác an toàn sẽ tăng lên rất nhiều. Nói ra có chút buồn cười, anh không biết làm thế nào để cho em có cảm giác an toàn. Duy nhất anh có thể làm chính là làm những thứ kia để em có cảm giác đó, đáy lòng không còn trống trải cô đơn. Cho nên Mạt Mạt, anh nói việc này em có hiểu không? Trong lòng Lam Mạt Mạt ấm áp, hốc mắt hơi nóng lên. Nhưng nhiều tiền như vậy, Lam Mạt Mạt suy nghĩ một lát, vẫn kiên trì với suy nghĩ của mình. Em hiểu, nhưng số tiền này em vẫn không thể nhận. Lý Tỉnh Thơm không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Lam Mạt Mạn. Lam Mạt Mạn bị anh nhìn lòng hơi bất an. Cô đảo tròn trong mắt nghĩ, mình làm như vậy có phải hơi làm kiêu quá mức không? Dù sao tiền bạc của người đàn ông có ý nghĩa quan trọng, tượng trưng vẫn là một người trông nom. Lam Mạt Mạn giơ ngón tay lên cắn cắn, sau đó cầm những giấy tờ kia ra lần nữa, đối chiếu những văn kiện ghi chép vừa nãy. Cầm một phần văn kiện, tìm gửi ngân hàng ít nhất nói: Nếu không em chỉ cầm một phần, còn giữ lại thì để ở chỗ của anh có được không? Thỏa thuận này em chắc chắn sẽ không ký. Lam Mạt Mạn sợ Lý Tỉnh Thâm không vui, tiếp tục giải thích: Anh đừng nghĩ em không có ý khác đâu, em chỉ là nhất thời có chút khó tiếp nhận. Lại nói tiền ở đợi chỗ của anh và để ở chỗ của em cũng giống nhau mà. Vẻ mặt của Lý Tỉnh Thâm trở nên tốt hơn, anh hiểu rõ tính Lam Mạt Mạn, nếu biết cứ rắn nữa thì có tác dụng hoàn toàn ngược lại. Lý Tỉnh Thâm im lặng suy nghĩ, sau đó gật đầu với Lam Mạt Mạn: Được rồi, làm theo lời em nói. Lam Mạt Mạn cong môi cười ngọt ngào, tựa đầu vào vai Lý Tỉnh Thâm. Lý Tỉnh Thâm xơ tay lên vuốt mái tóc dài của cô, nhạt nhạt mở miệng: Nhanh ngồi một điều kiện. Lam Mạt Mạn vẫn dựa vào bờ vai anh như lúc trước, nhẹ nhàng vương một tiếng, ý ngỏ mình đang nghe. Lý Tỉnh Thâm nói tiếp: Văn kiện chuyển nhượng tài sản đó để ở chỗ em, những thứ khác anh sẽ mang đi. Anh sẽ nói với luật sư có hiệu lực mãi mãi. Chỉ cần một ngày em muốn ký tên thì ký ngay chỗ chữ ký. Những thứ đổi trên người anh bất cứ lúc nào cũng có thể thuộc về quyền quản lý của em. Lý Tình Thâm cười nghiêng đầu, hôn nhẹ lên khóe má của cô. Là Mặt Mặt đỏ mặt cắn môi, cũng to gan nghiêng đầu hôn lên má người đàn ông. Lý Tình Thâm cười một tiếng, siết chặt cô hơn. Hai người cứ ngán ngấy không đàng hoàng ôm nhau ở cùng một chỗ, nghe tiếng tim đập lẫn nhau, ai cũng không nên tiếng nói chuyện.
Hồi lâu sau, lúc là mặt mặt cảm thấy mình sắp phải đi ngủ, mới mơ mơ màng màng bĩu môi tò mò hỏi: "Tất cả mọi thứ của anh đều ở đây sao?" "Xem như thế đi." Lý Tỉnh Thâm hôn một cái lên gò má của cô và ra tiếng kêu to. Là mặt mặt mẫn cảm chột đựng trong lời nói "xem như thế đi" của Lý Tỉnh Tâm có gì đó, lập tức chép miệng hỏi: "Cái gì gọi là xem như thế đi? Chẳng lẽ anh còn có cái gì khác mà không cho em xem?" "Có thì có." Giọng điệu của Lý Tỉnh Tâm dịu dàng như nước, tốc độ nói duy trì thong thả, không nóng không lạnh nói: "Nhưng đã qua thời hạn trở thành phế thải rồi." "Thứ gì vậy?" Là mặt mặt tò mò hỏi. "Mang tới chưa?" Lý Tỉnh Tâm cười khẽ: "Mang tới rồi." "Lấy ra cho em xem." Là mặt mặt từ trong ngực Lý Tỉnh Tâm ngồi dậy, vươn tay sờ tới sờ lui trong túi anh. "Ở chỗ nào?" Lý Tỉnh Tâm nhẹ nhàng cười một tiếng, cầm lấy tay nhỏ bé của cô, móc ra một tấm giấy nhỏ từ trong túi đưa ra cho là mặt mặt. "Đây này." Là mặt mặt nhận lấy, cúi đầu nước mắt nhìn, rồi lập tức giơ tay lên cười ha ha. Sắc mặt Lý Tỉnh Tâm hơi đỏ, khẽ ho khan hai tiếng ở trong cổ họng, làm ra vẻ bình tĩnh, rời mắt sang bên cạnh. Chương 734, Đại Thần Cầu Hôn. Sau khi cười xong, Lâm Mặt Mặt mới giơ tờ giấy chứng nhận lên, nói với Lý Tỉnh Thâm: "Đây là ai đưa cho anh vậy? Không ngờ là giấy chứng nhận xử nam." Giọng nói của Lý Tỉnh Thâm nghe rất điềm đạm, độ lượng. "Tần Thánh." Lâm Mặt Mặt phốc bật cười. Ngay sau đó, lật giấy chứng nhận ra cắn ngón tay nhìn chữ rồng bay phượng múa của Tần Thánh ở phía trên. Ngày 27 tháng 12 năm 2016, đặc biệt phát giấy chứng nhận này chứng minh anh Lý Tỉnh Thâm vẫn còn là xử nam. Là mặt mặt nhìn thời gian thì phát ra vào 2 năm trước. Đáy mắt mà là mặt lật rực sáng lên, nghiêng đầu ghé sát vào bên tai Lý Tỉnh Thâm. Còn chưa nói gì, khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ lên trước, làm ra dáng vẻ thần bí, thấp giọng dò hỏi: "Lúc ở hoàng cung không phải lần đầu tiên của anh đấy chứ?" Lý Tỉnh Thâm lười biếng nghiêng đầu nhìn Lâm Mạt Mạt, cười nói: "Chẳng lẽ anh không phải là lần đầu tiên sao?" Lâm Mạt Mạt dường như không tin, vẻ mặt nghi ngờ: "Thật ư?" Lý Tỉnh Thâm gật đầu một cái, vẻ mặt nghiêm túc: "Mạt Mạt, anh không lừa gạt em. Loại chuyện đó đối với đàn ông khác mà nói chẳng qua là giải phóng thân thể, nhưng với anh mà nói là chướng ngại tâm lý." Là mặt mặt trợn mắt há miệng, cô chỉ cảm thấy khoảng thời gian không chênh lệch bao nhiêu nên thuận miệng dò hỏi, nhưng không nghĩ tới chân tướng sự việc thế này lại đúng như vậy. Lý Tỉnh Thâm 26 tuổi anh trở về nước làm cùng cô lần đầu tiên. Trời ạ, nói cách khác, trước 26 tuổi anh vẫn còn đang trong trạng thái cấm dục. Là mặt mặt cảm thấy đây là chuyện không thể nào tin, không tưởng tượng nổi. Người đông xuất sắc giống như Lý Tỉnh Thâm, cô không tin không có người con gái nào ôm ấp yêu thương. Rốt cuộc anh làm thế nào chịu đựng nổi? Đáy lòng Lâm Mạt Mạt thoáng rung động. Cô cảm thấy cô thật sự gặp được một người đàn ông tốt nhất trên đời. Không chỉ xuất thân rất tốt, năng lực rất tốt, thủ thân như ngọc, giữ mình trong sạch. Trong thời buổi cởi mở như thế này, người đàn ông như vậy, hơn nữa lại còn là người đàn ông hoàn mỹ xuất sắc thế, thật sự là tuyệt chủng rồi. Nghĩ tới tất cả mọi người không ôm bất kỳ hy vọng nào sẽ được như vậy, nhưng hết lần này tới lần khác, cô, Lâm Mạt Mạt lại gặp được. Lâm Mạt Mạt lập tức vươn tay, ôm chặt Lý Tỉnh Thâm, đáy lòng có chút áy náy. Nghĩ tới thời gian trước, mình lại ôm suy nghĩ dùng quy tắc ngầm tới hoàng cung. Cũng may, người trong quy tắc ngầm là anh. Nếu không phải là người đàn ông có trình độ cao như vậy, sao cô có thể trèo lên cao được? Lâm Mạt Mạt nghĩ, trời cao để cho cô mất đi một Lục Niệm Ca, lại cho cô một Lý Tỉnh Thâm. Dù sao ông trời cũng đã thiên vị cô. Cũng may ban đầu cô không vì tình yêu nhất thời xúc động xảy ra chuyện gì đó với Lục Niệm Ca. Cũng may tất kể quá khứ như thế nào, cô vẫn luôn sao mình hoàn mỹ nhất cho anh. Giống như anh giữ lại cho cô một anh hoàn hảo nhất. Lâm Mạt Mạt nghĩ, cuộc đời này đẹp nhất chính là tình yêu. Đừng so đo điều nhằm gì. Là mặt mặt chỉ im hơi lặng tiếng ôm Lý Tỉnh Thâm. Hồi lâu sắc trời ngoài cửa sổ tối dần, cô mới nhẹ nhàng từ trong ngực của anh nâng đầu lên,
nhoẻn miệng cười nói với anh. Không bằng tối nay ở lại chỗ này của em ăn cơm nhé. Lý Tịnh Thâm hớn hở đồng ý, làm mặt mà suy nghĩ một lát, hỏi: Thầy, anh muốn ăn gì đây? Em làm gì anh cũng thích. Lý Tịnh Thâm trôi chảy nói ra lời buồn nôn, lại khiến Lam Mạt Mạt không chút nào cảm thấy được tự nhiên. Ngược lại, ấm áp tràn vào tận đáy tim. Lam Mạt Mạt bỏ dậy từ trong ngực Lý Tịnh Thâm, đi vào phòng ngủ, khoác áo lông đi ra. Vậy em tới siêu thị mới chuyến, anh ở nhà chờ em. Lý Tịnh Thâm tào nhã đứng dậy. Anh đi với em. Lam Mạt Mạt suy nghĩ một lát, gật đầu. Được. Nói xong, liền đi tới trước cửa đổi giày. Lý Tịnh Thâm theo sau lưng Lam Mạt Mạt đi tới. Lúc Lam Mạt Mạt đẩy cửa đi ra ngoài, đột nhiên vươn tay cầm lấy cổ tay cô, ánh mắt sáng ngời. Mới vừa rồi em gọi anh là gì? Lam Mạt Mạt nhất thời không kịp phản ứng, mờ mịt nhìn Lý Tịnh Thâm. Lý Tịnh Thâm cong môi cười một tiếng, chậm rãi nói: Gọi Tịnh Thâm, nhanh đi. Lúc này Lam Mạt Mạt mới chợt hiểu ra, vừa rồi theo thói quen mình gọi anh là thầy. Cô nhìn thấy vẻ mặt Lý Tỉnh Thâm, dù bận mà vẫn ung dung mà chờ đợi, sắc mặt hơi căng thẳng nhưng vẫn khéo léo mở miệng gọi một tiếng: Tỉnh Thâm. Tỉnh Thâm, Tỉnh Thâm. Cô vốn cho rằng tên anh sẽ khó có thể mở miệng, hoặc sẽ ngượng ngùng, hoặc không được tự nhiên, nhưng không ngờ vừa mở miệng mới phát hiện thì ra thế mà gọi lại trôi chảy tự nhiên như thế. Tỉnh Thâm, Tỉnh Thâm. Trái tim Lam Mạt Mạt rung động. Đây là cái tên dễ nghe nhất trong cuộc đời này mà cô từng nghe qua. Tỉnh Thâm, tỉnh sâm sâu như vậy. Lý Tỉnh Thâm vốn chỉ muốn bảo Lam Mạt Mạt sửa miệng gọi thẳng tên, nhưng anh cũng không ngờ cô sẽ e lệ xấu hổ trầm thấp gọi tên anh như vậy. Tỉnh Thâm. Từ lúc ra đời cho đến bây giờ, bao nhiêu người từng gọi anh như vậy, anh cũng không cảm thấy đặc biệt bao nhiêu. Nhưng phát ra từ kẽ miệng của cô, anh mới phát hiện thì ra tên của anh có thể gọi cảm động như thế, dễ nghe như thế. Lam Mạt Mạt thấy Lý Tỉnh Thâm kinh ngạc nhìn mình chằm chằm, loáng thoáng cảm thấy có hơi nguy hiểm. Cô theo bản năng xoay người muốn rời khỏi nhà. Ai ngờ người đông lại nhanh hơn cô một bước, bắt lấy cổ tay cô kéo về trong ngực mình, nhẹ nhàng ôm eo cô, cúi đầu hôn sâu. Nụ hôn này kéo dài rất lâu mới dừng lại. Chân Lam Mạt Mạt mềm nhũn nắm lấy cánh tay Lý Tỉnh Thâm xinh đẹp đáng yêu. Lý Tỉnh Thâm nhìn thấy, trong lòng ngọt ngào hưng phấn, liền cúi đầu hôn lên vài lần nữa mới dắt tay cô đi ra ngoài. Trên đường đi tới siêu thị, Lam Mạt Mạt vừa vặn thấy một cửa hàng bánh kem còn mở cửa, rất nhiều người xếp hàng. Nghĩ tới hôm nay số rất đỏ nên vừa gặp mở cửa bán hàng, vì vậy cô nói với Lý Tỉnh Thâm: Anh xếp hàng mua bánh ngọt đi, em đi siêu thị. Lý Tịnh Thâm thấy đáy mắt Lam Mạt Mạt lộ ra vẻ thèm thuồng, sờ đầu, gật đầu đồng ý. Lam Mạt Mạt bước nhanh tới siêu thị, lúc trước chuyển nhà muốn mua những thứ ở đó, rồi bị cô ném đi, bây giờ ngược lại phải mua. Cũng may, siêu thị này cô đi rất nhiều lần rồi, quen việc dễ làm cho Lam Mạt Mạt đẩy xe nhỏ, nhanh chóng chọn xong những tương giấm muối, dầu những thứ gia vị thường dùng. Lam Mạt Mạt nghĩ tới Lý Tỉnh Thâm không thích ăn ngọt, thích ăn cá, đặc biệt còn có một ít rau tươi và một con cá. Mua một ít thịt nữa, nghĩ chế biến những thứ này thành món ăn đủ hai người bọn họ ăn, lại cắt ngón tay quyết định mua thêm ít trái cây. Vì là buổi tối nên trái cây tươi không còn nhiều lắm. Lam Mạt Mạt đi vòng quanh khu bán trái cây, đi vào trong, định mua ít đồ tươi trong khu tinh phẩm. Ai ngờ đi được một đoạn, chợt nghe có người gọi tên mình. Lam Mạt Mạt. Lam Mạt Mạt đẩy xe dừng bước, kinh ngạc quay đầu lại thì nhìn thấy một người con gái cũng đẩy một chiếc xe cười khẽ với cô, sau đó tiếp tục mở miệng nói: Thật sự là cô rồi, Lam Mạt Mạt, tôi cho là nhận nhầm người, cô cũng ở gần đây sao? Lam Mạt Mạt nhìn cô khá nhiệt tình trước mặt này, đáy lòng hoàn toàn mờ mịt. Cô không nhớ, cô biết người này. Hơn nữa, cô đã rút lui khỏi làng giải trí cũng đã hơn một năm, đã sớm lùi khỏi tầm nhìn của mọi người. Cho tới người hâm mộ thì lại càng không thực tế. Cô gái kia thấy vẻ mặt Lam Mạt Mạt có chút cứng ngắc, vội tự giới thiệu mình:
Cô không nhớ tôi sao? Tôi là An Lộ, lúc trước là bạn học thời đại học với cô. Tôi có quan hệ rất tốt với Tần Hy. Nam Mạt Mạt nghe thấy cái tên này lập tức có ấn tượng. Trong trí nhớ của cô, bộ dạng của An Lộ không xinh đẹp như thế này. Nam Mạt Mạt nghĩ, liền tỉ mỉ quan sát. Quả thật phát hiện bây giờ An Lộ thay đổi rất nhiều so với An Lộ của trước kia. Người tinh mắt liền biết chắc chắn đã đi phẫu thuật thẩm mỹ. Những thứ này chẳng liên quan gì đến Nam Mạt Mạt. Cô lễ phép cong môi cười, gật đầu một cái, chào hỏi. Alo, đã lâu không gặp, bây giờ cô xinh đẹp hơn trước rất nhiều. An Lộ cười nhưng không nói gì, cũng không nói mình đi phẫu thuật thẩm mỹ, rất tự nhiên rời đề tài. Nam Mạt Mạt, cô cũng dễ nhìn hơn trước rất nhiều. Cô ta nói xong che miệng cười, lời kia ngược lại ý khen nhiều hơn. Thời đại học Nam Mạt Mạt chính là người đẹp nổi tiếng của khoa âm nhạc, bọn họ khiến cho các cô lòng tràn đầy hâm mộ. Bây giờ gặp lại, cô vẫn xinh đẹp như trước, hơn nữa còn đẹp hơn cả lúc trước. Nhưng khen thì khen, An Lộ cũng biết những cái scandal mà Nam Mạt Mạt đã từng gây ra, cũng biết chuyện Giang Thần Hy và lúc Lục Niệm Ca kết hôn. Bạn học cũ gặp mặt thật ra chẳng có gì tình cảm bạn học sâu đậm như vậy, chẳng qua chỉ là so sánh, gánh đùa lẫn nhau, khoe khoang lẫn nhau để cho bạn biết đã từng học cùng một trường, so ra thì quả thật tốt hơn bạn. Sau đó thấy trong mắt người ta thoáng hiện vẻ hâm mộ thì cảm giác mình sống trên cái thế giới này thật đáng giá. Huống chi vào giờ phút này, An Lộ đối với mặt với một Nam Mạt Mạt hơn mình về tất cả mọi thứ, cho nên cố ý nhìn mấy thứ đồ trong xe đẩy của Nam Mạt Mạt nói: "À, sao mua nhiều đồ thế? Một người dùng hay hai người dùng? Chắc không phải kết hôn rồi chứ? Là Lục Niệm Ca sao?" Nam Mạt Mạt cười nhạt, cũng không nói gì. Chuyện Giang Thần Hy và Lục Niệm Ca kết hôn, truyền thông đưa tin nhiều ngày như vậy, cô mới không tin cô ta không biết. Cũng chỉ giảm ra vẻ như không biết để cố ý vạch trần vết sẹo của cô thôi. Đổi lại Nam Mạt Mạt ngày trước, đúng là có một vết sẹo. Nhưng vào giờ phút này, Nam Mạt Mạt có một cuộc sống hạnh phúc, tình yêu mỹ mãn. Đây sao được tính là sẹo, chỉ là thứ râu ria không đáng quan tâm mà thôi. Khi một người không để ý tới người kia, không để ý chuyện này, để mặc cho người ta nói sao thì nói, tất cả đều thản nhiên. An Lộ lấy vẻ mặt của Nam Mạt Mạt, nhẹ như mây trôi gió thoảng, đáy lòng cô hơi sửng sốt, nhưng không muốn nhận thua, cứ tiếp tục nói. Nhắc tới Lục Niệm Ca, thật sự là quả lôi rồi không gặp anh ấy. Nam Mạt Mạt không muốn dây dưa tiếp An Lộ nữa, cả cười nói thẳng. Alo, cô không biết ư? Lục Niệm Ca đã kết hôn với Giản Thần Hy. An Lộ không nghĩ tới Nam Mạt Mạt có thể tự nhiên nói ra lời như vậy, vẻ mặt cứng đờ miễn cưỡng, túy cười cười nói nói. Thật ư? Tôi không biết. Sao bọn họ lại kết hôn nhỉ? Nhưng không phải Giản Thần Hy là bạn tốt của cô sao? Thế nào lại kết hôn với Lục Niệm Ca? Sau mấy năm này ở trong vòng luẩn quẩn giải trí đó, Giản Thần Hy vẫn không tệ, khó trách Lục Niệm Ca lại lấy cô ấy. Nam Mạt Mạt cong môi dứt khoát mở miệng nói tạm biệt. An Lộ, tôi còn có chút việc đi trước, chọn ít đồ. Cô chọn gì đó? An Lộ đi theo Nam Mạt Mạt hỏi. Trái cây. Thật ra thì Nam Mạt Mạt không muốn trả lời, nhưng vì lễ phép đây đành lạnh nhạt đáp lại hai chữ. Vừa vặn tôi cũng muốn mua ít trái cây, chúng ta cùng đi thôi. An Lộ tự cho là đúng rất nhiệt tình mở miệng. Nam Mạt Mạt dứt khoát muốn từ chối. Tuy còn chưa có mở miệng, nhưng nhìn thấy có một người đàn ông xách hộp sữa đi tới. Lộ Lộ, sao lại chạy tới đây? An Lộ quay đầu cười với người đàn ông trước mặt, chỉ vào Nam Mạt Mạt nói: "Ông xã, đây là bạn học Nam Mạt Mạt của em, học thời đại học, chính là cô ca sĩ rất nổi năm trước ấy." Chồng An Lộ thoạt nhìn là một người rất tốt, nhìn Nam Mạt Mạt lễ phép, khách khí gật đầu nói: "Cô Lăng, chào cô." Nam Mạt Mạt cũng có phép tắc gật đầu: "Chào anh." Sau đó liền xoay người đi chọn trái cây. An Lộ vẫn đi theo bên cạnh cô, hỏi lung tung này nọ. Đáy lòng Nam Mạt Mạt vô cùng buồn bực. Sao cô ta không có mắt nhìn vậy trời? Chẳng lẽ nhìn thấy cô sắp không nhịn được nữa ư? Nam Mạt Mạt, sao cô và Lục Niệm Ca chia tay? Không phải là vì những scandal lúc học đại học mà chia tay đấy chứ? Nhưng cô cũng thật là, điều kiện của Lục Niệm Ca tốt như vậy, cô cần gì phải làm những chuyện mờ ám thế? An Lộ thấy Nam Mạt Mạt vẫn im lặng không nói lời nào, nghĩ lời nói của mình đã chọc khiến người ta không chịu được, lập tức sửa miệng lại. Nam Mạt Mạt, sau khi rút khỏi làng giải trí thì làm gì?
bây giờ có bạn trai chưa? Hay kết hôn rồi? Bây giờ cô làm gì? Một tháng được bao nhiêu tiền lương vậy? Chồng của An Lộ thấy sắc mặt La Mạt Mạt không tốt, muốn kéo vợ mình đừng hỏi lung tung nữa, nhưng ai ngờ An Lộ thấy chồng kéo mình thì thuận thế nép lên bờ vai của chồng mình, ngọt ngào nói: "Nhưng tôi cũng không học hết khóa, cô kiếm bao nhiêu tiền cũng nhiều hơn tôi. Tôi đều dựa vào chồng tôi nuôi thôi." Chồng An Lộ thấy sắc mặt La Mạt Mạt không tốt, muốn lôi kéo vợ mình. "Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, điều quan trọng nhất của một đời người phụ nữ đó chính là phải gả cho được một người đàn ông tốt. Cho dù phụ nữ có xinh đẹp đến đâu, gia thế có tốt đến đâu, cũng không thể khiến cho người ta thật sự phải hâm mộ. Đều là một người phụ nữ thật sự khiến cho người ta phải hâm mộ chính là có một người đàn ông yêu thương mình hết mực." À, nội nói nhiều lời như vậy, nhưng chỉ có những lời này mới chạm đến đáy đau lòng của La Mạt Mạt. Cô gật gật đầu nói: "Đúng." À, Lộ nghĩ La Mạt Mạt đang hâm mộ mình, liền tiếp tục líu no nói không ngừng: "La Mạt Mạt, cũng phải tranh thủ thời gian lúc mình còn đang trẻ tuổi, mau chóng tìm một người đàn ông để giao phó cả đời. Nhưng mà đoán chừng người như cô muốn tìm một người đàn ông tốt cũng khó. Dù sao những scandal của cô..." Chồng của An Lộ liên tiếp ho khan hai tiếng. Tâm địa vợ anh vốn không xấu, chỉ là miệng của cô không hẳn sẽ như vậy, ngắt lời vợ mình. Sau đó anh liền trực tiếp nói với La Mạt Mạt: "Lăng tiểu thư mua nhiều đồ như vậy, có thể trở về được không?" "Chồng, chúng ta đưa cô ấy về đi." An Lộ giống như muốn cố gắng hết sức khoe khoang xe của mình. "La Mạt Mạt, vừa đúng lúc, cô chờ một chút, lát nữa xem thử xe của chúng tôi vừa mới mua." La Mạt Mạt mắt điếc tai ngơ mà nghe An Lộ nói, đem toàn bộ tâm tư đặt ở chỗ hoa quả, toàn tâm toàn ý suy nghĩ xem tối nay salad thì nên dùng loại hoa quả nào mới tốt. "Đúng rồi, cô cũng mua xe sao? Tiền lương của bạn trai cô là bao nhiêu?" "Tiền lương của chồng tôi mỗi tháng là 5 vạn đấy." An Lộ vừa nói xong liền có một giọng nói thanh đạm chen vào: "Mạt Mạt." Mạt Mạt ngẩng đầu nhìn thấy một bóng sáng quen thuộc đang mang theo bánh kem mà cô ý thức nhất bước tới. Lý Tỉnh Tâm cũng không biết nơi này xảy ra chuyện gì, chỉ là vô cùng yêu thương giơ tay lên xoa xoa tóc của La Mạt Mạt, sau đó đưa bánh kem vừa mới mua đưa cho La Mạt Mạt, rồi thuận thế tiếp lấy xe đầy đồ của cô, cười khẽ hỏi: "Em mua xong rồi sao?" "Cũng gần như vậy à." La Mạt Mạt nhìn thấy Lý Tỉnh Thâm, nhưng tâm trạng không tốt vừa rồi bị An Lộ mang đến cũng theo đó mà biến mất. "Vậy tính tiền đi." Theo thói quen, Lý Tỉnh Thâm dùng giọng điệu kiểu mệnh lệnh, sau đó dường như ý thức được cái gì đó, anh lại bổ sung thêm: "Có được hay không?" La Mạt Mạt tự nhiên nghe được giọng điệu một trước một sau khác nhau một trời một vực của Lý Tỉnh Thâm mà nghĩ, sợ trên thế giới này anh cũng chỉ thêm một câu nói thương lượng đằng sau câu mệnh lệnh đối với một mình cô. Mặc dù rất quỷ quái, thế nhưng lại thật là rất tốt. Khóe môi La Mạt Mạt hơi dương lên, gật đầu, nói: "Được." Lý Tỉnh Thâm và La Mạt Mạt vốn dự định trực tiếp rời đi, thế nhưng đột nhiên An Lộ giờ này không lên tiếng, lại thấp giọng hô một câu: "Đây không phải thập Lý thiếu gia của tập đoàn Bạc Đế sao?" Lọt vào trong mắt Lý Tỉnh Tâm chỉ có một mình La Mạt Mạt, căn bản anh không hề để ý sau lưng còn có hai người khác. Nghe An Lộ nói như thế liền nhíu mày quay đầu, anh còn chưa kịp lên tiếng An Lộ đã tiếp tục mở miệng, giọng nói kích động: "La Mạt Mạt, đây là thiếu gia nhỏ Lý đúng hay không?" La Mạt Mạt chỉ đơn giản lãnh nhạt gật đầu một cái không nói gì. An Lộ lại vươn tay với Lý Tỉnh Tâm vui vẻ nhảy cẫng lên: "Xin chào, Lý thiếu gia, tôi là bạn học thời đại học của La Mạt Mạt." Ngược lại Lý Tỉnh Tâm không hề bắt tay với An Lộ, mà việc đầu tiên anh làm đó chính là quay đầu nhìn La Mạt Mạt. Anh hơi cúi đầu, đôi môi xinh đẹp dán vào tay La Mạt Mạt, nhẹ giọng hỏi thầm: "Có cần dành cho em chút thời gian hay không?" La Mạt Mạt lắc đầu nói: "Không cần." Sau đó cô lập tức ngẩng đầu, sắc mặt lạnh lùng nói với An Lộ một tiếng: "Hẹn gặp lại." Liền xoay người hướng về phía quầy thanh toán. Lý Tỉnh Tân uể oải ngồi dậy, đến một chiếc liếc mắt cũng không thèm cho hai vợ chồng An Lộ, nên đẩy xe mua sắm đuổi theo. An Lộ xấu hổ thu tay lại, nhìn chằm chằm bóng lưng của Lý Tỉnh Thâm và La Mạt Mạt, do dự một hồi vẫn chưa từ bỏ ý định. Cô nắm lấy tay chồng mình
đi theo sau. Đến khi tính tiền, vừa đúng lúc đứng ngay sau Lăng Mạt Mạt và Lý Đình Thâm. Phụ nữ đều có tâm lý bát quái bẩm sinh, huống chi trước mặt lại chính là vị thái tử nhà họ Lý, nổi danh lẫy lừng ở thành phố Bắc Kinh. Thời gian xếp hàng mà nói cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Lại vừa để lúc An Lộ tiếp tục chào hỏi với Lăng Mạt Mạt, rảnh rỗi nói chuyện phím vài câu. Lăng Mạt Mạt, vừa lúc tôi cũng mua đồ xong. Lăng Mạt Mạt cười cười, không nói gì. Đối với việc An Lộ theo đuổi không bỏ, cô cảm thấy rất bực, dứt khoát liền uể oải tựa lên cánh tay Lý Tỉnh Thâm, nhẹ nhàng cọ sát. Lý Tỉnh Thâm cảm giác được Lăng Mạt Mạt không kiên nhẫn, anh không thèm chú ý vào việc An Lộ đang ở đây, cười khẽ, vươn tay ôm eo của cô, thẳng thấp giọng hỏi thăm. Không thoải mái à? Lăng Mạt Mạt lắc đầu, không lên tiếng. An Lộ nhìn thấy tư thế thân mật của hai người như vậy thì mới có hơi chút trợn mắt há hốc mồm. Chuyện thần thoại là thầy giáo của Lăng Mạt Mạt thì mọi người ai cũng đều biết. Thế nhưng nhìn bộ dáng của hai người họ như vậy, phải nói là hai người đang yêu nhau mới đúng. Chẳng lẽ là... An Lộ trợn mắt há hốc mồm đứng tại chỗ, sắc mặt lúng túng, lúc trắng, lúc đỏ một hồi. Rất nhanh, để đến viết Lăng Mạt Mạt và Lý Tịnh Thâm tính tiền, hai người cùng bước về phía quầy thanh toán. An Lộ vẫn còn đứng tại chỗ thất thần. Cũng may có chồng lôi kéo, An Lộ mới hoàn hồn, cũng đi theo bước lên. Trong lúc Lý Tỉnh Thâm đang thanh toán, Lăng Mạt Mạt nhàm chán đứng một bên. An Lộ tiến lên phía trước, nhẹ nhàng giật nhẹ tay áo Lăng Mạt Mạt, ấp úng nửa ngày mới mở miệng hỏi. Lăng Mạt Mạt, cô là người của Lý thiếu gia? Mặc dù An Lộ đã cố gắng chèn ép thanh âm đến mức thấp nhất, nhưng vẫn bị Lý Tỉnh Thâm nghe thấy rõ ràng. Anh trả tiền cho nhân viên quầy thanh toán, ánh mắt hơi lóe, dường như anh đã hiểu được tại sao Lăng Mạt Mạt vẫn luôn rầu rĩ không vui. Anh lập tức cong môi, sắc mặt không thay đổi, lấy một tấm thẻ ATM từ trong túi đưa cho nhân viên quầy thanh toán, ngữ điệu bình thản thanh nhã. Không cần hóa đơn phiền phức, để tôi viết địa chỉ, sau đó các cô cử người chuyển đồ vận đến được rồi, phí phục vụ cứ lấy từ trong thẻ, không có mật mã. Vâng, tiên sinh. Nhân viên quầy thanh toán đáp ứng một tiếng, sau đó hai tay đưa ra một tờ giấy. Lý Tỉnh Thâm ưu nhã cúi người, hạ bút, rồi trôi chảy viết lên một địa chỉ, giao cho nhân viên quầy thanh toán, rồi nhận lại thẻ của mình, khách khí, lạnh nhạt nói một tiếng tạm biệt. Sau đó, xoay người nắm tay Lăng Mạt Mạt, khẽ gật đầu với vợ chồng An Lộ, rời đi. Đi đến cửa siêu thị, Lý Tỉnh Thâm đột nhiên dừng lại. Lăng Mạt Mạt kinh ngạc quay đầu nhìn anh. Lý Tỉnh Thâm cười nhạt vươn tay, đội cho Lăng Mạt Mạt cái mũ của mình, rồi lại lập tức cúi người, tự mình kéo áo khoác của Lăng Mạt Mạt lên, thậm chí giúp cô sửa sang bề ngoài một chút. Trong lòng Lăng Mạt Mạt tràn ngập ấm áp, mặc cho Lý Tỉnh Thâm xử lý. Đột nhiên, cô vì ý quay đầu, nhìn thấy An Lộ đang đứng một chỗ một mình, nhìn chằm chằm, sắc mặt tái nhợt. Sau đó, cô lại nhìn Lý Tỉnh Thâm, sắc mặt tự nhiên, giống như việc này vốn là một việc hết sức quen thuộc và bình thường. Đấy lòng Lăng Mạt Mạt ấm áp, mặc cho Lý Tỉnh Thâm xử lý. Trong lúc bất chợt tâm tình Lăng Mạt Mạt xoay chuyển rất nhiều, uốn uốn khóe môi lên, mặc cho Lý Tỉnh Thâm dẫn mình đi ra khỏi siêu thị. Lăng Mạt Mạt càng nghĩ, đáy lòng càng cảm thấy hả dạ. Đại thần không hổ là đại thần, không cần nói một lời nào, chỉ cần làm mấy động tác đơn giản, lập tức giết người trong nháy mắt. Lý Tỉnh Thâm nhìn Lăng Mạt Mạt cong khóe môi lên, ngắn ngón tay mềm mại như không xương của cô, biết rõ con hỏi. Cười cái gì vậy? Lăng Mạt Mạt mỉm cười nói. Anh thật ngây thơ, lại cúi làm như vậy ngay ở trước mặt An Lộ. Lý Tỉnh Thâm nhíu mày, rất khinh bỉ khẽ hừ một tiếng, vẻ mặt coi thường nói. Anh mới làm cho cô ta coi. Anh làm cho em coi. Sau mặt Lăng Mạt Mạt sững sờ, ngay sau đó hiểu được ý nghĩa trong lời nói của Lý Tỉnh Thâm, tâm tình của chút trở nên rối loạn. Lăng Mạt Mạt suy nghĩ trong chốc lát, lại bật cười nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Lý Tỉnh Thâm, cô mới mở miệng nói. Tỉnh Thâm, bây giờ nhớ lại, em cảm thấy thời gian học đại học của em thật là quá thất bại. Hả? Lý Tỉnh Thâm nghe cẩn thận, không chút để nói. Tại sao? Giống như một số người bạn của em, ngoài mặt thì nói ghét việc lục điểm ca kết hôn với Giản Thần Hy,
nhưng có trời mới biết đấy là họ âm thầm cười nhạo em nhiều thế nào. Là mặt bạt nói sự thật, người nào đó hừ lạnh một tiếng, lập tức quay đầu. Tâm trạng của La Mạt Mạt vui vẻ cười to. Cô nói mình không có ngây thơ, thật ra thì cực kỳ ngây thơ. Lý Tỉnh Thâm nghe được tiếng cười của La Mạt Mạt, hung hăng nắm tay cô. Lúc này La Mạt Mạt với ngưng cười, bộ mặt nghiêm chỉnh nói tiếp. Nhưng mà bây giờ bọn họ nhìn em bên cạnh anh, chắc chắn là bọn họ tức đến nỗi muốn giết chết em. Những người đó sẽ không chỉ nhìn em bằng nét mặt kinh ngạc mà thù hận như An Lộ đâu. Người kia hừ lạnh một tiếng. Anh với Lùng Đêm Ca không giống nhau. Người phụ nữ của anh ta bị người khác hận, không thể dẫm lên. Người phụ nữ của anh, người khác muốn dẫm cũng không dám dẫm. Dám thôi. La Mạt Mạt lặng lẽ thêm một câu. Nhưng mà cô lại cảm thấy đại thần dám thối này cực kỳ làm cô hài lòng. Cô lắc lắc cánh tay Lý Tỉnh Thâm, ngẹo đầu nghĩ đến việc mình đã từng nói với Sản Thứ Ni rằng thế giới này chính là không công bằng như vậy đó. Người với người có số phận giống nhau, nhưng rồi cũng sẽ có thứ khác nhau. Ngay sau đó, La Mạt Mạt lập tức âm thầm thở dài một cái nói. Người so với người sẽ tức trên người, nhưng nếu như không có anh, em cũng chẳng là gì cả. Trong nháy mắt, đáy lòng La Mạt Mạt cảm thấy sợ hãi. Nhưng thật ra thì trong nháy mắt, cô sợ mình giống như yên hoa, có quãng thời gian sán lạn cũng sẽ mau bị đạp xuống. Chương 741, Nhật ký cầu hôn của đại thần. Hai người lặng lẽ đi một hồi, La Mạt Mạt mới hồi hồn, ý thức được mình quá đa sầu đa cảm, lập tức cười lên. Cánh tay lấy một cái bánh ngọt mà Lý Tỉnh Tâm xếp hàng mua, vẻ mặt tham ăn. Rất lâu rồi không được ăn bánh ngọt, mùi vị thực sự rất ngon. Nói xong, không chờ kịp mở hộp ra, cũng không để ý là bên đường cái, một cái tay nâng hộp, một tay cầm nĩa, cắm một miếng bánh ngọt ngặt ở trong miệng. La Mạt Mạt nhìn Lý Tỉnh Thâm còn đang nhìn mình, lập tức cắn một miếng nữa mới đưa tới bên miệng Lý Tỉnh Thâm. Nếm thử một chút đi. Từ trước đến giờ Lý Tỉnh Thâm rất ghét đồ ngọt, lắc đầu một cái, một đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm La Mạt Mạt. La Mạt Mạt cũng không ép anh ăn, cầm trở lại thả vào miệng của mình. Ăn xong, thấy Lý Tỉnh Thâm vẫn còn nhìn mình chằm chằm, ánh mắt của anh cực kỳ quỷ dị, thần bí, làm cho người ta nhìn không thấu, làm cho đáy lòng của cô hoang mang. Cô cắn môi dưới, trong lúc bất chợt giống như là nhớ ra cái gì đó, nói với Lý Tỉnh Thâm. Tỉnh Thâm, tiền lương một tháng của anh là bao nhiêu vậy? Lý Tỉnh Thâm suy nghĩ trong lát nói. Không có tính. Sao vậy? Không có gì. La Mạt Mạt vừa ăn bánh ngọt vừa lắc đầu một cái. Mới vừa rồi An Lộ hỏi em có bạn trai không, nếu có thì một tháng bạn trai kiếm được bao nhiêu tiền. Em không trả lời được, cho nên muốn hỏi anh một chút. Lý Tỉnh Thâm nhíu mày, lại tiếp tục lắc đầu. Nếu như thật sự em rất muốn biết rõ, chờ anh sẽ tìm thần thánh thống kê cụ thể. Dù sao thì mấy thứ như cổ phiếu luôn cứ lần lên hạ xuống thay đổi không ngừng, anh cũng không tiện tính toán. La Mạt Mạt cũng chỉ thuận miệng mà hỏi, nhưng cô không nghĩ đến Lý Tỉnh Thâm lại coi là thật như vậy, liền liên tục lắc đầu không ngừng. Không cần phiền phức như vậy đâu, em chỉ là thuận miệng hỏi một chút thôi. La Mạt Mạt vừa ăn bánh ngọt vừa đi về phía chung cư. Lý Tỉnh Thâm đi bên cạnh cô, hai người bước từng bước rất chậm. Lý Tỉnh Thâm nghiêng đầu, anh cao hơn cô rất nhiều, từ góc độ của anh nhìn sang, vừa vặn thấy được lông xù trên cái mũ của cô. Anh không tự chủ được để nghĩ đến những lời mà cô gái bên cạnh vừa nói. Rõ ràng, giọng nói của cô đang rất tự tin kiêu ngạo, đến mức chết người. Nhưng một giây kế tiếp, cô liền thay đổi, biến thành một giọng nói đầy yêu thương như vậy. Nếu như không có anh, em liền không là cái gì rồi. Thậm chí còn kèm theo một tiếng thở dài nhỏ, khó có thể nghe thấy. Tiếng thở dài ấy cho tới tận bây giờ vẫn còn bao quanh ở bên tai của anh. Lý Tỉnh Thâm biết trong lòng La Mạt Mạt vẫn luôn lo lắng sợ hãi. Anh cũng bởi vì chính mình đã đem lại cho cô những lo âu và sợ hãi mà cảm thấy xin lỗi. Nếu như bởi vì anh xuất thân danh môn quý tộc mà tạo thành nỗi lo lắng lớn nhất ở trong đáy lòng của cô, anh nguyện ý bỏ tất cả vinh hoa phú quý. Chỉ là những thứ vinh hoa phú quý kia không phải anh muốn bỏ là có thể bỏ được. La Mạt Mạt nhìn Lý Tỉnh Thâm chậm chạp không nói lời nào, liền ngẩng đầu lên nhìn anh một chút. Lông mi dài cong vút, đôi mắt cong cong chứa ý cười, đáy mắt sáng lên giống như là ánh sao lóe sáng.
Lý Tình Tâm khẽ giật mình. Anh nghĩ, rốt cuộc tại sao anh lại thích Lâm Mạt Mạt? Trên đời này có nhiều loại phụ nữ như vậy, cô cũng không phải loại người tốt nhất trong số đó. Nhưng cố tình tại sao anh lại thích cô nhiều năm như vậy? Thậm chí, anh còn chưa bao giờ có ý định từ bỏ. Là quyết định của số phận sao? Thế nhưng, anh lại không tin số mệnh. Vì thế, anh tin vào số mạng. Thì lúc anh và cô cứ không ngừng, một lần, bỏ lỡ 5 tháng bên nhau, anh cũng đã đưa ra lựa chọn buông tha. Đối với đổi người mới rồi. Thế nhưng anh lại không tin vào số mệnh. Vì nếu như anh tin vào số mệnh, thì những lúc anh và cô cứ không ngừng một lần bỏ mỡ 5 tháng bên nhau, thì anh cũng đưa ra lựa chọn buông tha, đổi người mới rồi. Cô dịu dàng sao? Không dịu dàng, kỳ lạ, giỏi ngụy trang, còn nói dối, mỗi lần đều lừa anh đến xoay phòng. Cô thông minh sao? Không tính là thông minh, ngu ngốc vì Lục Niệm Ca làm ra chuyện tình hoang đường như vậy. Nhưng mà cô chỉ là một người không dịu dàng, không thông minh, hết lần này đến lần khác làm anh kiên trì như vậy. Anh không biết rốt cuộc vì sao anh yêu cô, nhưng anh biết nếu lúc này anh mất đi cô, anh sẽ cảm thấy đau đớn mà không muốn sống nữa. Thật ra có một số việc rất khó giải thích. Mỗi người đều sẽ yêu một người. Một khi yêu là chính là cả đời. Người kia chưa hẳn đã đặc biệt, chỉ trong mắt anh lại thật là đặc biệt. Nơi này hình như mâu thuẫn, nhưng nghĩ lại chính là như vậy. Lý Tình Tâm muốn đã coi trọng cả một đời, sợ là rất khó coi trọng, mà cũng không muốn gặp mặt những cô gái khác. Anh biết những cô gái kia tiếp xúc nhiều, có thể thấy tốt hơn rất nhiều so với Lâm Mạt Mạt, nhưng bọn họ không mang đến cho anh cảm giác như thế. Bọn họ đối với anh mà nói chỉ là một người xa lạ. Bọn họ tốt hay xấu cũng không liên quan đến anh. Giống như bọn họ đau đớn, anh không cảm giác được. Nhưng khi Lâm Mạt Mạt cau mày, có thể làm anh đau đớn giống như tim bị rào cắt. Giống như lúc này, cô mất mát, sợ như vậy, anh rõ ràng cảm thấy trong lòng buồn bực. Anh làm sao mới có thể để cho cô không còn lo lắng? Lý Tỉnh Thâm nhìn người đi bên cạnh mình, cô gái đang vui vẻ ăn bánh ngọt, rõ ràng nét mặt của cô ấy tươi cười như hoa. Thật ra thì trong lòng giấu run sợ, mà những thứ sợ hãi kia vừa vặn là Lý Tỉnh Thâm anh cho. Anh không thích cô sợ hãi như vậy. Có thể cô không muốn để cho anh phát hiện. Có thể lúc ấy anh không có ở đây, cô sẽ một mình lén núp ở trong khăn khóc thút thít. Lý Tỉnh Thâm không dám suy nghĩ thêm, càng nghĩ càng cảm thấy mình không có xứng với chức bạn trai. Anh muốn người phụ nữ của anh trở nên không buồn không lo, trở nên hạnh phúc và vui vẻ. Nếu không, anh không xứng để yêu cô. Lý Tỉnh Thâm nghĩ đi nghĩ lại, đứng yên tại chỗ bất động. Lâm Mạt Mạt đi theo cũng dừng lại, quay đầu nhìn Lý Tỉnh Thâm, chớp chớp mắt nghi ngờ hỏi. Sao vậy? Lý Tình Thâm nhìn chằm chằm Lâm Mạt Mạt, trong lòng anh bỗng nhiên xuất hiện một ý nghĩ. Anh nghĩ, thoạt nhìn anh rất tầm thường, nhưng lại thu hút tất cả phụ nữ. Ý nghĩ này thành hình, anh cảm thấy rất đáng tin. Anh cảm thấy, chuyện đó thì sớm hay muộn mà thôi. Hơn nữa anh cũng lo lắng có một ngày, không tìm ra cô ở bên cạnh anh lén chạy trốn. Anh đem cô bao vây bên cạnh mình, như vậy là một chuyện tốt. Lâm Mạt Mạt nhìn Lý Tình Thâm, chỉ nhìn chằm chằm cô không lên tiếng. Ánh mắt của anh vốn rất câu hồn, hô hấp của cô có chút khó khăn nói. Có chuyện gì sao? Lý Tình Thâm nhẹ nhàng lắc đầu một cái, anh từ từ bước đến, đi đến trước mặt Lâm Mạt Mạt, sau đó vươn tay, sờ tóc của cô, mở miệng, chậm rãi nói. Mạt Mạt, chúng ta kết hôn đi. Lâm Mạt Mạt cảm thấy choáng váng. Cô cảm thấy trong đầu ong ong đều là những lời của Lý Tình Thâm. Cô cảm thấy không chân thật. Hồi lâu sau, cô mới giật giật môi, còn người xoay chuyển, sau đó nói. Tình Thâm, chúng ta về nhà đi, đồ siêu thị cũng đã đưa về nhà. Cô nghĩ, cô nhất định nghe lầm, tuyệt đối là nghe lầm. Lý Tình Thâm nhìn Lâm Mạt Mạt, xoay người, liền vươn tay ra, ôm lấy cô vào trong ngực mình, tiếp tục lặp lại lần nữa. Lâm Mạt Mạt, anh nghiêm túc, chúng ta kết hôn đi. Lâm Mạt Mạt trợn tròn mắt, đây được coi là cầu hôn hay không? Nhưng cầu hôn cô và hôn ước hoàn toàn khác. Không có hoa tươi, không có nhẫn kim cương, không có người nhìn,
không có quỳ xuống, không có ánh đèn, không có một chút lãng mạn nào, chỉ có sợ hãi. Cô mới làm bạn gái của Lý Đình Tâm ngày thứ hai nên bị cầu hôn. Cho dù như thế, nàng Mặt Mặt vẫn cảm thấy trong lòng kích động và nhảy nhót. Lý Đình Tâm nhìn bộ dáng ngây ngô của Lâm Mặt Mặt, không nhịn được mỉm cười một tiếng. Bây giờ anh cảm thấy cô rất đáng yêu, giơ tay lên vuốt vuốt mái tóc dài của cô nói: "Ngốc sao?" Vẫn là Mặt Mặt chớp chớp. Một lúc lâu sau, cô mới có thể hô hấp như bình thường. Bánh ngọt thơm mát vẫn cầm tay cô, tất cả đều là sự thật. Lý Tình Thơm vẫn đang cầu hôn với cô. À, không, đã cầu hôn xong rồi, bây giờ đang đợi cô trả lời. Là Mặt Mặt hít thở sâu hai cái, sau đó mở miệng nói: "Quá đột ngột, hôm qua em mới làm bạn gái của anh." "Không, không nhanh." Lý Tình Thơm kiên quyết lắc đầu một cái. "Anh đã sớm nghĩ đến kết hôn với em." Là Mặt Mặt đỏ mặt, cô cảm thấy những lời từ miệng của người đàn ông kia nói ra không có qua loa, nhưng nghe cảm giác thế nào đây? Cho dù như thế, là Mặt Mặt nói: "Anh em suy nghĩ một chút." "Suy nghĩ trong bao lâu?" Lý Đình Tâm cạn tàu sao máng. Là Mặt Mặt lắc đầu một cái, thành thật trả lời: "Em cảm thấy quá nhanh, anh cho em một chút thời gian." Lý Đình Tâm không lên tiếng, nhìn chằm chằm Là Mặt Mặt hồi lâu, nói một câu: "Là Mặt Mặt, em ở đây đùa giỡn lưu manh." Là Mặt Mặt ngạc nhiên, Lý Tình Thâm cảm thấy không thể giải thích được. Trích lời Mao Gia Gian, chương thứ 3, nói kết hôn vì yêu gọi là đùa giỡn lưu manh. Lý Tình Thâm đắc ý nói, Là Mặt Mặt giờ khóc giờ cười, làm gì có người cầu hôn như vậy. Sau đó, nói với anh: "Tình Thâm, không còn sớm nữa, em đói bụng." Lý Tình Thâm biết cô không ngừng nói sang chuyện khác. Bỗng nhiên, anh cắt ngang lời cô, ôm cô lên. Là Mặt Mặt hét lên một tiếng, cảm giác được người đàn ông đang ôm mình, bước nhanh vào trong thang máy. Sau khi đi vào, thang máy đóng lại, Lý Tình Thâm mang cô dựa vào vách tường thang máy, cúi đầu hôn cô mãnh liệt, hôn đến khi hai người đều thở hổn hển. Lý Tình Thâm lại mở miệng nói: "Gà cho anh đi." Là Mặt Mặt lắc đầu, lời còn chưa nói lại bị Lý Tình Thâm chặn miệng. Anh cậy mở cánh môi của cô, liều mạng chui vào, đổ lưỡi vòng quanh, cực có tiêu chuẩn, nụ hôn khiêu khích, hôn đến Là Mặt Mặt miệng đắng lưỡi khô, toàn thân không còn chút sức lực. Cô mềm nhũn vươn tay, muốn đẩy anh, lại không sử dụng được một chút sức lực, ý thức chỉ có thể hỗn loạn, tùy ý anh hôn. "Gả đi." "Không thường." "Gả?" "Không." Hai người một người yêu cầu, một người từ chối. Cửa thang máy đột nhiên mở ra, ngoài cửa có người tiến vào. Mặt Là Mặt Mặt đỏ thành một mảng, lập tức dùng lực đẩy Lý Tỉnh Thâm ra, xấu hổ không thôi. Lý Tỉnh Thâm ngược lại thoải mái đứng đó, một chút cảm thấy hổ thẹn trong lòng cũng không có. Trực tiếp nhìn chằm chằm Là Mặt Mặt, nhất quyết, không tha, dùng khẩu hình tiếp tục hỏi: "Gả cho anh." Là Mặt Mặt xoay đầu, tức giận không nhìn anh. Đến tầng bọn họ ở, cửa thang máy mở một cái. Là Mặt Mặt lập tức đi thẳng ra ngoài, Lý Tỉnh Tâm đi theo phía sau. Là Mặt Mặt mở cửa, sau khi đi vào, thuận tay hung hăng đóng cửa lại. May mà Lý Tỉnh Tâm phản ứng nhanh, ngăn cửa lại, cố gắng chen vào. Lý Tỉnh Tâm vừa định tiếp tục dính lấy Là Mặt Mặt, chung cửa liền vang lên. Mở cửa ra là người của siêu thị đưa đồ tới. Là Mặt Mặt gọi người giao hàng vào, đặt ở trong bếp. Người giao hàng đi rồi, Là Mặt Mặt liền bắt đầu bận rộn trong phòng bếp. Lý Tỉnh Thâm dựa vào cánh cửa, nhìn không chớp mắt. Càng nhìn, đáy lòng anh càng yên bình. Nếu từ nay về sau trong cuộc đời của anh đều có cô cùng đi như vậy, ngẩng đầu một cái là có thể nhìn thấy cô bận rộn trong tầm mắt của anh. Ngủ say, hình ảnh bình yên như vậy thật sự là tốt đẹp. Từ trước đó, anh đã luôn suy nghĩ nhà là cái gì. Có cha, có mẹ, đó là nhà. Nhưng mà hiện tại anh cảm thấy cái kia không gọi là nhà, đó là nhà của Ôn Gia Nhân và Lý Niệm, không phải nhà của Lý Tỉnh Thâm. Nhà của Lý Tỉnh Thâm anh là Là Mặt Mặt. Lý Tỉnh Thâm nhìn say mê, mãi cho đến khi Là Mặt Mặt làm xong ba mặn một canh bưng lên bàn, anh mới chậm rãi rửa tay. Anh sẽ không nhắc đến chuyện kết hôn nữa. Vốn tưởng rằng cầu hôn là một chuyện cực kỳ đơn giản,
Nhưng mà bây giờ xem ra đây cũng lại là một chuyện vượt mọi chông gai. Nhưng mà hôn nhân này anh nhất định phải kết rồi. Huống hồ tuổi tác anh cũng không nhỏ, 28, có lẽ không lớn nhưng cũng đã thực sự đến tuổi thành hôn rồi. Lý Tỉnh Thâm nghĩ tới đây liền nhìn người con gái đang ăn canh trước mặt, mở miệng hỏi: Màn màn, cuộc sống trong mơ của em là như thế nào? Là mặt mà chớp chớp mắt, mỗi người đều có cuộc sống trong mơ riêng. Cuộc sống trong mơ của cô e là giống như trước đây vậy, đơn giản là yên bình, nhìn cực kỳ nhàm chán nhưng lại dịu dàng quay vòng không nói lên lời. Lý Tỉnh Thâm như hoàn toàn không định đợi cô trả lời, tự ý tiếp tục mở miệng, giọng điệu có chút nhẹ nhàng giống như từ nơi xa xôi chuyển đến. Trong giấc mơ, cảm nhận của anh là cùng người phụ nữ mình yêu thương kết hôn, sau đó sinh con, không nhất định là nam hay nữ đủ đầy, nhưng phải có con cái để chăm sóc. Nếu có lòng tham một chút, như vậy tốt nhất có thể sinh hai đứa, một nam một nữ. Nếu có lòng tham hơn một chút, tốt nhất là tổ hợp trai gái và em gái. Con trai à, phải cao cao lớn lớn, đẹp trai sáng sủa một chút, có trách nhiệm, có gánh vác. Con gái à, lanh lợi đáng yêu một chút, thỉnh thoảng tùy hứng một chút cũng không sao. Dù sao mọi người trong nhà đều cưng chiều con bé, chính là muốn nuôi dưỡng như một nàng công chúa sau đó. Con gái mua thật nhiều quần áo đẹp, em mang bọn nhỏ đi dạo phố, giống như là một người lớn, một người nhỏ, đùa giỡn chơi điện thoại một bên. Thỉnh thoảng, vẻ mặt sẽ không kiên nhẫn cau mày thúc giục em và con gái nhanh lên một chút. Con gái thử bộ quần áo, lại một bộ đồ, mỗi một lần đều chạy đến trước mặt anh trai hỏi xem có đẹp không. Con trai mở miệng nói xấu muốn chết, đáy mắt lại mang theo ánh nhìn nuông chiều. Đương nhiên quan trọng nhất là dù đi đến thế nào, người thấy con của chúng ta đều khen xinh đẹp. Khi tới mùa xuân, anh lái xe mang em và bọn nhỏ đi dạo chơi vùng ngoại ô. Con trai sẽ trông nom con gái đi lấy lấm la scrot bắt bướm bướm. Còn anh và em thì sao nhỉ? Liền nhân dịp rảnh rỗi này lén nằm trên bãi cỏ xanh mướt hôn môi triền miên, sau đó con gái lén chạy về nhìn thấy em đỏ mặt vùi đầu trong ngực anh, con trai lại bình tĩnh mím môi dắt em gái rời đi, thối tha để lại một câu: bà mẹ, hai người tiếp tục. Đến mùa hạ, anh mang mọi người đi bờ biển nghỉ mát, em bôi kem chống nắng cho con gái, anh bôi cho em, sau đó chúng ta cùng gọi con trai đi bơi lội. Đến mùa thu, chúng ta có thể cùng đi dã ngoại thiêu nướng. Khi vận tí tốt, mưa sao băng sẽ nhiều, dựng một cái lều cầu nguyện dưới sao băng. Sau đó con trai con gái không chịu được đã ngủ mất, anh và em nên nhìn bầu trời đầy sao, yên lặng chấp nhận nguyện vọng một đời một kiếp. Đương nhiên còn nói đến con trai và con gái chúng ta lớn lên khỏe mạnh. Đến mùa đông tuyết rơi nhiều, chúng ta sẽ làm một gia đình người tuyết, hai cái lớn hai cái nhỏ, một cái lớn là em, cái còn lại là anh, một cái nhỏ là anh trai, một cái còn lại là em gái. Giọng nói của Lý Tỉnh Thâm rất êm tai, chậm rãi kể nhiều đến vậy, rất có cảm giác hình tượng và mộc mạc. Là mặt mạt nghe có chút mê mẩn, cố cắn chiếc đũa nhịn không được cong khóe môi. Lý Tỉnh Thâm nói xong, ánh mắt ấm áp nhìn người con gái hơi mất hồn, giống như một màn như vậy đều đang xảy ra. Thật lâu sau, Lý Tỉnh Thâm nhẹ nhàng cười ra tiếng: Màn màn, có phải như vậy tốt đẹp hay không? Là mặt mặt cũng nhẹ nhàng cười ra thành tiếng, làm nhảm một hơi nói: Xin yêu anh thật là đẹp. Đáy mắt Lý Tỉnh Thâm nhìn chằm chằm là mặt mặt, mang theo ánh sáng rực rỡ nồng đậm. Anh nhún vai nói: Mặt mặt, anh cảm thấy đời này ước mơ không thể tưởng tượng nhất của anh đều đã đến được. Những thứ này dựa vào số mệnh của anh mà nói, có lẽ ước mơ này thật sự có khả năng trở thành hiện thực. Vợ yêu ở bên, trai gái đủ đầy. Là mặt mặt chớp chớp mắt một cái hỏi: Ước mơ không thể tưởng tượng nổi của anh là cái gì? Lý Tỉnh Thâm cười cười không trả lời, cúi đầu ăn cơm. Sau một lúc lâu, anh ngẩng đầu nhìn người con gái yên lặng ăn canh nói: Em. Ha? Là mặt mặt kinh ngạc hỏi. Lý Tỉnh Thâm không chút kiên nhẫn nào nói: Anh nói ước mơ không thể tưởng tượng nổi của anh là em. Là mặt mặt sững sờ, nét mặt cảm động. Lý Tỉnh Thâm nhìn nét mặt của cô, nhẹ nhàng mỉm cười nói: Cảm động sao? Là mặt mặt không thể che giấu, gật đầu: Nếu cảm động như thế, vậy gả cho anh nhé.
là Mạt Mạt bĩu môi. Này, lại thế. Cúi đầu thản nhiên ăn canh, không để ý đến Lý Tỉnh Thâm. Lý Tỉnh Thâm vẫn nhìn cô chằm chằm, cười ôn hòa như ngọc. Ăn cơm xong, Lý Tỉnh Thâm và La Mạt Mạt cùng nhau rửa bát. Ông cô thân mật ngọt ngào như một lan. Ngày hôm qua rằng co cô ba lượt, biết cô mệt mỏi, Lý Tỉnh Thâm cố tiết chế bản thân. Anh nghĩ nếu còn ở lại, tự dẫn lửa tiêu thân, không thể đi được. Vì vậy hôn lên khóe môi của cô rồi ra về. Sau khi Lý Tỉnh Thâm đi, La Mạt Mạt nằm trên giường, vẫn lăn qua lăn lại, thỉnh thoảng còn cười khanh khách. Tuy nói không đồng ý với lời cầu hôn của anh, nhưng anh đã mở miệng muốn cưới mình, thật là làm cho đáy lòng cô kích động và kích động. La Mạt Mạt khôi phục vẻ kích động, đột nhiên cảm thấy mình rất muốn Lý Tỉnh Thâm. Vì thế, cô lấy điện thoại ra, muốn gọi điện thoại cho anh, nhìn thấy trên danh bạ lưu là thầy giáo. La Mạt Mạt chu môi, cắn móng tay, ngẹo sang đầu suy nghĩ một lát, đem thầy giáo đổi thành Lý Tỉnh Thâm. Lý Tỉnh Thâm giống như viết văn vào văn bản rồi, vì thế cô đổi thành Tỉnh Thâm. Giống như rất bình thường, chồng, thân ái, Henry Anson. Tuy nhiên cảm thấy mấy cái tên này đều không nổi bật. Cuối cùng nghĩ đi nghĩ lại, La Mạt Mạt vẫn lựa chọn cho Lý Tỉnh Thâm một tước hiệu Đại Thần. Sau khi viết xong, La Mạt Mạt cảm thấy quá đơn điệu, liền viết thêm Đại Thần thân yêu nhất nhà ta. Lúc này mới hài lòng gật đầu, muốn nhấn nút gọi đi. Tuy nhiên sau đó cô không giống như nghĩ ra điều gì đó, nên đổi sang WeChat, tìm Anson, cắn cắn môi dưới, gửi một câu. Anson, anh có biết không, có người có hôn em. Lý Tỉnh Thâm vừa mới lái xe về nhà, nên nghe thấy điện thoại di động vang lên. Thấy tin nhắn WeChat, có môi cười một tiếng nhắn lại. Thật sao, thế em có đồng ý không? La Mạt Mạt cầm điện thoại cười ha ha. Không, này Anson, anh giúp em một chút, hỏi xem người kia đã an toàn đến nhà chưa. Lý Tỉnh Thâm mở trừng mắt, nhếch miệng tiếp tục cười. La Mạt Mạt chờ trong giây lát, không thấy tin nhắn lại, muốn trực tiếp gọi một cuộc đi. Không ngờ điện thoại vang lên là Lý Tỉnh Thâm gọi đến. Cô nghe thanh âm ngọt ngào. Alo. Lý Tỉnh Thâm nghe được thanh âm của cô, âm điệu cũng nhẹ nhàng chậm chạp. Ừ, anh gọi để nói cho em biết người đó đã an toàn về đến nhà. La Mạt Mạt cười xa tiếng, sau đó nói một câu đến đi tốt rồi, sau đó đều trầm mặc. Thật ra thì có rất nhiều lời muốn nói nhưng lại không biết bắt đầu như thế nào. Nhưng cũng không cần phải nói, chỉ lắng nghe tiếng hít thở của nhau qua điện thoại, giống như đều cảm nhận được lời nói dưới đáy lòng của đối phương. Rất lâu sau, Lý Tỉnh Thâm mới mở miệng nói. Ngủ sớm một chút. Ừ. Ngủ ngon. Sau đó hai người cúp điện thoại. Từ hôm đó đến liên tiếp một tuần, Lý Tỉnh Thâm không nhắc lại chuyện kết hôn với La Mạt Mạt. Hai người trải qua cuộc sống gia đình tạm ổn, vẫn ngọt ngào và ấm áp như cũ. Nếu như mọi chuyện đều tốt đẹp, tự nhiên Lý Tỉnh Thâm suy nghĩ đến vấn đề đưa La Mạt Mạt tới ở, trở lại làng giải trí, lấy lại vị trí đạt ca nhất tỷ. La Mạt Mạt nghĩ, trên thế giới này không có chuyện nào hạnh phúc như cô bây giờ. Người yêu có rồi, sự nghiệp cũng gần ngay trước mặt. Ngày mùng 7, toàn bộ nhân viên SI đến làm việc. Nhiệm vụ đầu tiên nhận được là dồn toàn nhân lực vào việc chế tạo album mới nhất của La Mạt Mạt. Phải biết rằng La Mạt Mạt đã rút khỏi làng giải trí một năm, bất chợt lại xuất đầu lộ diện, khiến cho người trong công ty từ trên xuống dưới một trận xôn xao. Cảm thán thì cảm thán, cũng không có người nào ra dáng cự tuyệt. Dù sao, đây cũng là mệnh lệnh của tổng giám đốc SD. Album mới nhất của La Mạt Mạt vẫn là một tay Lý Tỉnh Thâm chế tác. Người khác không biết thân phận Anson là ai, nhưng mà La Mạt Mạt lại biết. Cho nên, trong công ty giải trí âm nhạc SE, khi phân phó người làm, ngày càng đạt đến viên mãn. Lý Tỉnh Thâm xem trong đáy mắt, vui trong đáy lòng, lúc ở bên cạnh không có người, liền lập tức kéo cô vào trong ngực, hôn rồi lại hôn, không quên cười trêu cô ngày ngày, càng phong thái bà chủ. Album mới không phải chế tạo lên mạch, trước cho ra một đơn khúc, chính là ca khúc lúc Lý Tỉnh Thâm đang ở nước Pháp, do cả mà sáng tác thành ca khúc đó, cho anh một lý do để quên. Lần đầu tiên nhìn thấy La Mạt Mạt đã yêu sâu đậm. Lúc đầu hai người bị ngăn cách hai nơi, vì lãng phí thời gian nên yêu cảm giác khổ sở khắc sâu trong đáy lòng. Cho nên La Mạt Mạt nắm bắt cảm xúc rất tốt,
chỉ hát thử 2-3 lần đã ghi âm toàn hoàn mỹ. Sau đó, công ty giải trí âm nhạc SE phát phiên bản nghe thử nguyện phí trên web. SE dốc toàn lực công bố rộng rãi bài hát này, cho nên rất nhanh đã vang dội khắp đại giang Nam Bắc. Không quá một tuần, ca khúc mới của Lam Mạt Mạt đứng thứ nhất trong bảng xếp hạng. Lúc này, Lam Mạt Mạt cũng không lộ diện hoạt động ở bất kỳ phương diện truyền thông nào. Cái này tự nhiên cũng là phân phó của Lý Tỉnh Thâm, khiến cho tất cả mọi người suy đoán hành động kế tiếp của Lam Mạt Mạt sẽ là gì. Cho nên đây không chỉ đơn thuần là đề tài náo nhiệt có liên quan đến làng giải trí, mà còn là tất cả mọi người yêu thích. Trong đêm nay, Lam Mạt Mạt và Lý Tỉnh Thâm vùi đầu trên sofa xem báo cáo hoạt động mới nhất của ngôi sao trên kênh giải trí. Ca khúc nóng bỏng nhất hiện nay, ca khúc mới của Lam Mạt Mạt tiểu thư, Cho Anh Một Lý Do Để Quên. Kèm theo thanh âm của người dẫn chương trình, giai điệu của ca khúc đó cũng được phát ra. Lam Mạt Mạt tiểu thư phát ra ca khúc mới xuất hiện ngắn ngủi trong vòng một tuần, đã nhanh chóng đạt được vị trí ca khúc đứng thứ nhất, có thành tích kinh người. Lý Tình Thâm nghe thanh âm trên TV, trầm tư một chút, bất chợt và vỡ yên tĩnh nói: Lăng tiểu thư, ca khúc mới xuất hiện ngắn ngủi trong vòng một tuần, câu này có chút không được tự nhiên. Là Mạt Mạt đang vùi vào trong ngực Lý Tỉnh Thâm gặm quả táo, suy nghĩ một chút, cau mày nói: Đâu không tự nhiên, rất lưu loát mà. Lăng tiểu thư, ca khúc mới của Lăng tiểu thư. Lý Tỉnh Thâm lắc đầu, cau mày thì thầm mấy cái, chốc lắc nhoẻn miệng cười nói: Anh biết rõ chỗ nào nó không được tự nhiên. Là Mạt Mạt lập tức ngồi dậy, chăm chú nhìn Lý Tỉnh Thâm, mặt tò mò. Lý Tỉnh Thâm không nhanh không chậm mở miệng: Bà Lý, ca khúc mới của bà như thế đọc lưu loát hơn nhiều. Là Mạt Mạt ngẩn người một chút, lúc này mới phản ứng được ý nghĩa hàm chứa trong lời nói của Lý Tỉnh Thâm, nhất thời chu môi, lại lười biếng nằm ổ trong ngực Lý Tỉnh Thâm, tiếp tục gặm táo. Lý Tỉnh Thâm ôm Là Mạt Mạt rạng rỡ, càng ngày càng cảm thấy gọi bà Lý thuận miệng và dễ nghe hơn nhiều Lăng tiểu thư. Cái ý niệm kết hôn lúc ban đầu này làm cách nào cho cô an tâm nhất trong phạm vi khả năng của anh lại có chút buồn cười. Anh sống 28 năm chưa từng nói qua một lần yêu, mặc dù đầy bụng thâm tình nhưng cũng chỉ là thầm yêu. Cho nên anh cứ tùy tiện kết hôn như vậy, anh cũng cảm thấy cuộc sống có chút tiếc nuối. Dù sao cảm giác yêu và hôn nhân có chút bất đồng. Nhưng mà khi anh chân chính nói đến ý định kết hôn với cô, thế nhưng anh lại phát hiện đáy lòng mình không có nửa điểm mất mát và tiếc nuối, ngược lại cảm thấy hạnh phúc và chờ mong hơn. Kết hôn là gì? Kết hôn là có pháp luật quốc gia bảo vệ, sự chấp thuận của hai người ở chung một chỗ, sống chết đến già. Khi họ của anh được đứng trước tên của cô, điều này đại biểu anh có được cô cũng có được anh. Như thế, trong cuộc sống của anh, mỗi một buổi sáng khi thức dậy, mở mắt nhìn ánh mặt trời, nhìn thấy cô, đó chính là điều anh cảm thấy mãn nguyện nhất. Cho nên suy nghĩ nhiều ngày như thế, Lý Tỉnh Thâm lại cảm thấy bản thân rất muốn nhảy qua giai đoạn yêu đương này, trực tiếp cưới Lam Mạt Mạt. Vì thế trong lúc bất chợt, Lý Tỉnh Thâm liếc mắt nhìn nửa khuôn mặt xinh đẹp của Lam Mạt Mạt, mở miệng thành âm ưu nhã: Mạt Mạt, gả cho anh, làm bà Lý nhé. Nhiều ngày trôi qua, Lý Tỉnh Thâm không nhắc tới chuyện kết hôn, đáy lòng Lam Mạt Mạt có chút mất mát. Nhưng sau đó, cô lại cảm thấy yêu đương như bây giờ, tương đối hạnh phúc, cho nên cô đã quên mất chuyện kết hôn. Mà đêm nay hai người cùng nhau xem TV, Lý Tỉnh Thâm một lần nữa mở miệng cầu hôn. Lam Mạt Mạt ít nhiều, có chút ngây ngốc. Lý Tỉnh Thâm vươn tay, vén mái tóc dài của cô lên, từ từ cúi đầu, hôn lên mi tâm của cô, múi môi mềm mại nóng rực, nóng khiến cho cô không nhịn được mà run lên. Lập tức nghe thấy giọng nói thanh nhã triền miên của anh trên trán cô chậm rãi tản ra: Mạt Mạt, gả cho anh, cùng anh kết hôn, sinh con. Khi yêu một người, chạm vào tình yêu của người đó, cho người bạn sẽ trào dâng nhiệt huyết. Vốn Lý Tỉnh Thâm đã đẹp khiến người ta nhìn thấy thường mất hồn, huống chi tiếp xúc thân mật như vậy, là Mạt Mạt sớm đã không còn tỉnh táo. Cô nhắm mắt lại, toàn thân mong chờ nụ hôn của anh. Cô cắn răng, hơi run rẩy, có lẽ phát ra tiếng. Đáy lòng Lam Mạt Mạt nghĩ, Lý Tỉnh Thâm hẳn là cố ý. Anh lần đầu tiên hôn cô khi hai người cùng đi siêu thị mua đồ,
Trên đường trở về, đang lúc cô thương cảm, giả vờ vui sướng ăn bánh ngọt, khi đó đang đột nhiên nói kết hôn, anh lần thứ hai cầu hôn hiện tại, đang êm đẹp xem tivi, chỉ là một báo cáo lại có thể dẫn đến ngoài ý muốn anh mở miệng cầu hôn cô. Công bằng mà nói, cô chưa muốn kết hôn, một là tuổi tác không lớn, hai là hôn nhân quá nhiều trói buộc. Tạm thời, cô chưa muốn tình yêu của mình và Lý Tỉnh Thâm sớm rơi vào những thiết thực trong cuộc sống. Vì vậy, là Mặt Mặt lựa chọn trở mặt với lời đề nghị gả cho anh, kết hôn với anh đi của Lý Tỉnh Thâm. Nhưng Lý Tỉnh Thâm lại như bị nghiền, nụ hôn ngày càng trở nên sâu hơn, tay cũng đưa vào trong vạt áo của cô, như có như không vuốt ve da thịt mềm mại của cô, làm cho Lam Mặt Mặt cảm thấy như có một dòng điện chạy qua, thân thể khẽ run, đại não như không còn hoạt động. Lý Tỉnh Thâm hôn Lam Mặt Mặt dịu dàng và ướt át hôn lại triền miên. Chỉ chốc lát sau, Lam Mặt Mặt liền thở hồng hộc. Lý Tỉnh Thâm dán lên môi cô, tiếp tục không tha mở miệng: "Mặt Mặt, gả cho anh." Lam Mặt Mặt ý loạn tỉnh mê, nhưng có cảm giác bị người khác chuốc thông mê, theo bản năng liền muốn bật thốt lên, nhanh chóng tỉnh táo lại, lập tức mở mắt, tức giận nhìn chằm chằm Lý Tỉnh Thâm. Ánh mắt kia của cô gần anh trong gang tấc, anh nhìn thấy trong mắt trắng đen rõ ràng của cô, bên trong như kia một loại ánh sáng trong trẻo, có một chút vẻ động tình, đang nhìn anh say đắm. Là Mặt Mặt nghĩ thầm, không ngờ anh lại vô sỉ như vậy, dùng mỹ nam kế. Vậy cô cũng muốn dùng mỹ nhân kế. Vì vậy, Lâm Mặt Mặt liền giơ tay lên, cầu cổ Lý Tỉnh Thâm, chủ động cắn môi của hắn. Đầu lưỡi nho nhỏ ướt át, giống như một con rắn nhỏ, nóng bỏng chui vào trong miệng anh. Lưỡi của cô, man mát lạnh, làm cho toàn thân Lý Tỉnh Thâm giống như lửa đốt. Lâm Mặt Mặt nắm thật chặt cánh tay Lý Tỉnh Thâm, vụng vẹn dùng đầu lưỡi liếm một tấc da thịt trong miệng anh. Cô cảm thấy thân thể người đàn ông này nhẹ nhàng run lên, cô hơi đỏ mắt, thấy đáy mắt của anh đã sớm loạn thành một đoàn. Nhất thời thâm tình của cô ngọt như mật, người đàn ông này đã say mê cô rồi. Lâm Mặt Mặt nhắm mắt lại, bộc lộ sự to gan bộc phát, chơi đùa với anh. Lý Tỉnh Thâm nào có thể chống lại dụ hoặc của Lâm Mặt Mặt, cánh tay không đứng đắn lập tức kéo quần áo của Lâm Mặt Mặt. Bên trong phòng rất lạnh, cô chỉ mặc một cái áo ngủ đơn giản. Anh lập tức vén lên, sau đó cúi đầu chôn ở trước ngực của cô, liền hôn gặp cắn, để lại từng tầng màu bạc kiểu diễm. Lâm Mặt Mặt cũng không khá hơn chút nào, mặc dù thành công đã đùa với lửa, về sau chỉ có thể mềm mại nằm trên ghế salon, ngu ngơ giềng ngựa nhỏ, mặc cho người đàn ông hôn rồi lại hôn, sờ soạng trên người. Lý Tỉnh Thâm xé quần áo của mình, da thịt nóng bỏng của anh chạm vào cô, sóng tỉnh không có giảm, ngược lại ngày càng tăng lên. Trái tim cô nhảy lên theo sự nóng bỏng của anh, thân thể nhỏ nhỏ, lo lắng run rẩy. Anh liền cười khẽ một tiếng, liền nâng cô lên để trên người mình, chậm rãi đưa mình vào trong thân thể của cô. Mặt cô nhìn xuống anh, hai tay chống bả vai của anh, lại cảm nhận được mình lấp đầy. Cô thoải mái rên rỉ một tiếng, lập tức bị anh kéo eo lại, đẩy tới. Là Mặt Mặt bất mãn thì thầm hai cái. Lý Tỉnh Thâm muôn vàn mị hoặc, mở đường cho cô thử sức tự mình chủ động. Là Mặt Mặt e lệ, đầu tiên làm cô chút ngây ngốc, về sau ngược lại tốt hơn, đã học được không ít. Thể lực của Lâm Mặt Mặt cạn kiệt, trong chốc lát, Lý Tỉnh Thâm đang hưởng thụ thì cảm thấy không thỏa mãn. Anh rên lên một tiếng, bắt lấy hông của cô, lật người ngồi dậy, đặt cô trên ghế salon, hung hăng tách hai chân của cô ra, liền chen vào. Cô rất ướt, trơn bóng, làm anh phát cuồng mặt liên tục xa vào. Lâm Mặt Mặt bị anh đụng, không còn hơi sức, mềm nhũn bắt lấy cánh tay của anh, thở dốc từng đoàn. Trong miệng thỉnh thoảng phát ra âm thanh câu hồn. Trong phòng khách lớn của biệt thự, âm thanh quảng cáo trên TV không ngừng thay đổi, xen lẫn tiếng va chạm thân thể, làm cho người ta đỏ mặt. Thân thể Lâm Mặt Mặt không ngừng co quắm, bụng Lý Tỉnh Thâm cũng co quắm, khó chặt từng hồi. Sau đó, anh không thể tiếp tục chịu đựng, liền mở mắt, nhìn chằm chằm cô gái phía dưới,
đang liên tục bị tình dục nhuộm đỏ. Anh cúi đầu hôn một cái lên môi cô, giọng nói hấp dẫn. Man Man, anh yêu em. Là Man Man đã đạt tới cao chiều khi nghe anh nói anh yêu cô. Móng tay bấm vào lưng anh, xin lên tên của anh, sau đó giống như cây cỏ héo, không còn hơi sức, dắt lên ngực của anh, thở hồng hộc. Lý Tỉnh Thâm ôm cô, nghỉ ngơi chốc lát, liền lên lầu. Trước tiên anh tắm cho cô, bế cô đặt ở trên giường của mình, rồi trở về phòng để tắm. Là Mặt Mặt suy nghĩ trong chốc lát, giơ tay lên, lấy túi của mình, lại phát hiện trong túi sách không có thuốc, vẫn chuẩn bị sẵn. Lúc này mới nhớ, mình đã uống hết thuốc rồi, quên mua. Vì vậy cầm hộp không, đáy lòng tính toán thời gian. Sáng mai trở về thành phố sớm một chút, uống thuốc tránh thai trước 24 giờ vẫn còn chưa kịp. Lý Tình Thâm trùm kín khăn tắm, từ trong phòng tắm đi ra ngoài, liền nhìn đến cô đang cầm hộp mà ngẩn người, dẫm chân tiến đến, còn chưa kịp mở miệng. Ngược lại, Là Mặt Mặt tỉnh hồn, nhét hộp không vào trong túi xanh. Lý Tình Thâm nhìn Là Mặt Mặt một cái, để vươn tay lấy cái hộp kia ra. Liếc mắt nhìn, lông mày cau lại hỏi, vẫn còn uống? Là Mặt Mặt gật đầu một cái. Ban đầu nói Anson đeo bao cao su thì anh không chịu, vì vậy cô vẫn uống thuốc. Mắt Lý Tỉnh Tâm lóe lóe, liền cúi đầu ôm cô vào trong ngực, hôn rồi lại hôn, sau đó nói, về sau đừng uống, sẽ mang thai. Là Mặt Mặt buồn buồn phát ra một tiếng nhỏ, sợ anh tức giận, lại bổ sung, hiện tại vẫn chưa muốn, qua 2 năm nữa đi. Đấy lòng Lý Tỉnh Tâm lo lắng, bởi vì có thể sau 2 năm, mọi kế hoạch sẽ tan thành mây khói. Anh trầm mặc một hồi, chôn ở trên vai của cô, ánh mắt toáng hiện lên ý nghĩ sâu xa. Anh dán bên tai cô, thâm tình nói, ngày mai anh đi bệnh viện, làm phẫu thuật Bucaro, chờ khi nào em muốn mang thai, anh sẽ đi cởi. Là Mặt Mặt sững sờ một chút, sau đó kịp hiểu ra, rốt cuộc Lý Tỉnh Tâm nói những gì. Lập tức xoay người, ôm chặt Lý Tỉnh Thâm, sau đó lập tức ngăn chặn môi của anh, sau đó lại đặt anh ở phía dưới. Hết tập 36. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, theo dõi cùng một team trong suốt thời gian qua. Mình Loki, các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để team ngày càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Chuyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất, admin và nhóm đang đọc nha. Thank you and bye bye.